Chào tất cả bà con à, và chào luôn em Hot Boy trong chỗ. Anh vừa được xem cái video mà thấy dán băng nghe câu, bôi nhọn lồi, quét tì son, hình như cũng thấy vui. Nói thật bà con này, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi đây cũng không gấu, tôi có chửi tục chửi bậy. Rất nhiều người chửi tục chửi bậy giỏi còn giỏi hơn tôi. Và cũng như cái thằng Bita đó, nó lại dám thách thức là thuê 20 triệu để tìm giết tôi. Thì thực ra cái 20 triệu đấy, nếu như nó đi ủng hộ đi, từ thiện các cháu vùng cao đi, hay các gia đình nghèo đó khó đi, tôi đến cho nó đánh. Thế bây giờ nói, người ta bảo là phép vua tua nệ nàng, ở đâu thì phải âu đấy. Ra Hà Nội mày gấu à, Sài Gòn ơi, ra Hà Nội thì mày ngoan. Mày ra Hà Nội, mày không tôn trọng anh em đất Hà Nội, mà anh em Hà Nội sống cực nghĩa khí. Mày để dám đái ở bốt giao thông, mày bị đánh. Thế là đúng. Bà con có công nhận là đúng không? Gửi em hót bao xong chỗ này. Em bị đánh vì cái tội em là như này: hống hách, khệnh khạng, khoe tiền, khoe hình xăm. Hình xăm anh tàn run, hình tù, anh đi tù mà. Xin lỗi bà con, tôi không phải khoe tôi đi tù như nọ kia. Thế thằng ấy nó khoe hình xăm, nó khoe một hình xăm 200 triệu. Rồi tiền nó cầm cá, một cục tiền nó tràn nan. Cái tiền đấy ấy, em đi ủng hộ quỹ từ thiện ấy, nhóm này nhóm nọ, hay em đi làm từ thiện ấy giúp các cháu ấy, thì em sẽ được người ta nổi tiếng. Và gửi tất cả những cái trang báo là địt cái con mẹ cái bọn báo nào hôm qua viết bố mày nhá, thì cái địt cái con mẹ chúng mày. Bố mày chửi bọn báo á, đi con mẹ chúng mày. Chúng mày viết gì là bảo thằng Bita này tìm bố. Bố mày nói luôn mấy thằng báo này: 63 Hồ Ngọc Lân, Ina, thành phố Quảng Ninh nhá. Bố mày có chửi tục, chửi bậy, xăm trổ, nhưng bố mày còn được làm được. Bà con hiểu không? Đi cái con mẹ bọn báo đấy bảo là thằng Hot Boy xăm trổ vào Sài Gòn, từ Sài Gòn ra ngoài Bắc tìm Dương Minh Tuyền giết thế nọ kia. Cái địt cái con mẹ nó, thế mà nó lại dám viết điều nào. Nếu như thằng ấy làm điều tốt, tôi công nhận, nhưng mà nó chưa thấy nó làm một cái điều tốt gì, phải không bà con? Nó lại lấy tiền nó khoe, rồi nó lại bảo là ai chia sẻ video đó, sờ tát tút nó hay trang pet Hot Boy xăm trổ đó tặng thẻ lạp 50k. Đéo thế nó tặng đâu. Mà hóa ra là gì? Nó tàn lửa bà con. Mà nó khệnh khạng. Mà nhất là gì? Mày từ Sài Gòn em ạ, em ra ngoài Bắc, em phải nế phép, kính cẩn, nghiêng mình. Em lại đi, mẹ em ra Hà Nội, em ướn ngực dương vai, cho mày to bằng trời. To thì dễ chúng, phải không bà con? Tôi nói một câu rất chuẩn: tôi có chửi tục, tôi có chửi bậy, tôi còn tốt gấp 10, gấp 100 lần nó, tôi khẳng định luôn. Và hỡi những anh hùng bàn phím, trẻ trâu, xỉ nhi hay chửi tôi chỉ nói các bạn này. Các bạn, tôi chửi được người khác, các bạn chửi tôi cũng không sao. Nhưng các bạn hãy nghĩ là gì? Các bạn giúp ích cho xã hội, mà nhất là các bạn giúp ích được cho gia đình các bạn chưa? Tôi dám khẳng định tôi giúp ích được cho gia đình tôi. Một mình tôi nuôi cả gia đình vợ và ba đứa con tôi. Còn tôi không dám khoe tôi giúp ích được cho xã hội. Còn tôi làm gì cho xã hội thì mọi người nhìn thấy. Tôi không khoe. Gửi đến các anh Xỉu Nhi, các anh Xin Anh, các anh Gấu, các anh phải cẩn thận, không lại giống anh Hot Boy xăm trổ đấy. Cái lá mía đây này, sống mũi này nó mềm lắm, răng này cũng hơi mềm, mỗi mắt này, pha này mà chốt một cái ra gì đấy nhá. Thôi anh nói Bita này, sống ở đời đừng nên khoe khoang quá. Chắc cạc gì mày đã nhiều tiền bằng tao. Hả? Thế đó mà em đừng khệnh cãi. Rồi em xin lỗi anh rất cảm ơn em. Chào em. Thôi cố gắng chữa bệnh nhá. Chào tất cả bà con.